Hôm qua những đứa gặp một cái cô này. Ok, những đứa nghe khi cô nghe pháp và những đứa chia sẻ ở nhà có bà mẹ chồng. Khi cô nghe những đứa chia sẻ Phật pháp thì bà mẹ chồng mà bắt đá banh mà lớn lên, hoặc bà con phi nó bắt lớn lên để áp cái tiếng giảng của những đức. Người con dâu này cứ nghe những đức giảng bình thường. Còn khi người con dâu này niệm Phật lễ Phật, bà không cấm cản, nhưng mà bà bắt nhạc hay bắt này kia lớn lên, lớn lên. Người con dâu này vẫn niệm Phật lễ Phật bình thường. Thì cuối cùng nó có sự chuyển hóa. Người con dâu nói rằng là bà làm gì đâu năm mấy, thì tự nhiên cái bà không làm gì nữa. Cái khi những bài giảng của thầy mà con nghe con vui thì bà để ý. Cái từ từ bà đến bà nghe. Bây giờ mẹ chồng con bà nghe còn còn dữ hơn con, bà nghe thầy giảng bà thích lắm. Bây giờ bà niệm Phật luôn, chuyển hóa bà mẹ chồng luôn. Đi thấy rằng là chuyển hóa một con người là do chính mình gây dựng cái tâm. Hiểu không? Nếu trong lúc đó mà mình bực bội khó chịu thì không bao giờ chuyển hóa họ được. Nhớ kỹ, chuyển hóa con người là tự ngay mình giữ vững cái tâm. Giữ vững cái tâm của mình. Còn nếu như mình không giữ vững cái tâm của mình thì mình sẽ bị họ chuyển ngược lại. Cái câu này rất quan trọng nha quý vị, cực kỳ quan trọng. Nên mỗi một người chúng ta đã nghe được Phật pháp, tin sâu nhân quả, ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, bản thân mình phải duy trì cái tâm mình tu. Đừng bao giờ nói người khác trở ngại mình, mà chính cái tâm mình trở ngại mình. Người khác chỉ là cái tác động của nhân quả, bản thân mình mới là cái quan trọng để quyết định. Nên mỗi một người chúng ta đừng bao giờ đổ thừa người khác trở ngại mình tu không được, mà chỉ ngay chỗ mình không kiên cố tâm. Nếu mình mà tâm kiên cố quý vị, 100% quý vị sẽ không có ai trở ngại được quý vị cả. Bản thân mình tâm không kiên cố anh bị trở ngại. Nên á, con đường đi của những đức, ai có đi không đi mặc kệ người ta, những đức luôn luôn duy trì chính bản thân mình. Vì cõi đời này tình thương yêu gì chân thật quý vị. Khi bị bệnh đau có ai chia sẻ không? Khi mình gần chết có ai thở phụ mình không? Nên cái chỗ cực kỳ quan trọng là chính bản thân chúng ta. Mình phải gầy dựng đó quý vị à. Nên ngày nào những đức cũng chia sẻ cho quý vị nghe những điều này là những việc cực kỳ quan trọng. Để bản thân mình dũng mãnh tinh tấn niệm Phật. Đừng bao giờ nói người khác trở ngại mình. Chính mình tâm không kiên cố. Cũng như những đức thường kể vì nghe những câu chuyện nghịch duyên. Càng trở ngại cô chừng nào thì sự thành tựu của đường giải thoát của cô càng mạnh. Cuối cùng cô giáng sanh thì cô chuyển hóa được ông chồng. Chúng ta muốn chuyển hóa một con người thì chính bản thân chúng ta phải kiên cố tâm. Tâm mình phải cực kỳ kiên cố. Nếu tâm mình không kiên cố thì làm sao chuyển hóa được con người?
Nên mỗi một người chúng ta nghe Phật Pháp, nhất là Pháp môn niệm Phật này, cái việc cực kỳ quan trọng là mỗi ngày phải gầy dựng. Mục tiêu đã chuẩn rồi. Chỉ có cái là con đường này mình có kiên nhẫn đi hay không. À, mục tiêu đã chuẩn rồi. Thì bây giờ đòi hỏi là bồi dưỡng để đi con đường này cả đời. Cũng như con rùa thì nó chậm, nhưng mục tiêu nó là bò đến mục tiêu đi lãnh cúp. Nên nó không có quãng gian nan khó khăn, chỉ mục tiêu tiến bước. Từ cái tâm mục tiêu tiến bước của nó nên rùa thành công. Con rùa thành công. Còn con thỏ tí là lanh chạy nhanh, nhưng con thỏ lại bỏ cuộc. Cái thất bại của con thỏ là nó bỏ cuộc. Nhớ kỹ. Nếu mà con người có giỏi cái nào giỏi, nhưng nhiều phương hướng quá, cuối cùng thất bại. Nhưng Đức nói cho vị nghe, học đạo mà hai con đường đó là không được kết quả rồi. Hai con đường nó không có kết quả rồi. Không chi nhiều con đường. Mười mấy năm nay những đức niệm Phật chỉ có một tiêu chuẩn, một hướng rõ ràng, chứ không có rẽ ra. Nên những đức mới thành công. Nếu như những đức mà chia ba xẻ bảy tư tưởng thì không bao giờ những đức thành công như ngày hôm nay. Con đường này những đức đi cũng có nhiều người cùng đi mà bỏ cuộc, nhưng những đức luôn luôn duy trì mục tiêu. Cái quan trọng cực kỳ là duy trì được hay không. Nhiều người mình cũng niệm Phật, nhưng người ta chuyển mình chuyển, người ta đổi mình đổi. Vì sao? Mình không có phương hướng, quý vị. Những đức cũng là học trò, cũng là người đi học tập. Khi học được rồi, người thầy những đức có đổi, có chuyển, những đức cũng không đổi, không chuyển. Chuyện đổi chuyện là của thầy. Chuyện của những đức là nhắm được mục tiêu. Mình biết khả năng mình như thế nào, mình duy trì mục tiêu. Cái khả năng người ta giác được 100 kg, người ta cứ giác đi. Khả năng tôi giác 50 kg, tôi giác 50 kg. Cái đặc biệt là mình nhận thức được cái khả năng giác của mình. Khi mình nhận thức được cái khả năng của mình thì mình sẽ đi đúng mục tiêu của mình chọn lựa. Nhưng Đức nói rằng một câu Phật hiệu này, chân thật niệm, đây là khả năng tiện giác nhất, tự độ và độ tha rất dễ. Còn bài bố ra nhiều thứ thì bản thân làm còn chưa được, không chí là nó giúp người. Nên chúng ta cái quan trọng, cực kỳ quan trọng là gầy dựng tín nguyện niệm Phật. Cái này rất quan trọng. Khi đã gầy dựng tín nguyện niệm Phật rồi thì quý vị sẽ đi đứng nằm ngồi siêng năng niệm Phật à? Chắc chắn luôn. Chỉ có một câu Phật hiệu thì không niệm, niệm cái gì bây giờ? Trong cuộc đời này nó đa dạng chuyện á quý vị. Ở nhà quý vị có vài ba người mà còn tùm lum chuyện. Không chi là một cái đoàn thể đông, thiệt là đông người, đa dạng tính tình con người, thì vì nghĩ việc nhiều cỡ nào chứ. Nhưng mà tự mình gói gọn lại thôi. Đến với cuộc đời này mấy chục năm ngắn ngủi, mình chỉ cần duy trì được mục tiêu chuẩn xác thì bản thân mình không mất phương hướng. Chỉ cần duy trì được mục tiêu chuẩn xác thì mình không bao giờ mất phương hướng đâu quý vị. Nên cái quan trọng, cực kỳ quan trọng là những đức duy trì được mục tiêu chuẩn xác. Những đức cứ duy trì như vậy, cứ niệm Phật. Người gặp những đức 2-3 năm, họ đi kiếm phương pháp khác, 3-4 năm sau họ quay lại, họ thấy những đức cũng như vậy. Cái đặc biệt là duy trì. Có nhiều người hỏi những đức rằng, ồ thầy ngày nào cũng tán thán tịnh độ, thầy không thấy nhàm sao? Những đức nói mục tiêu là giảng sanh mà, nhàm gì? Mục tiêu là an lạc, mục tiêu là tự tại.
Một câu Phật hiệu Đức chăng thật niệm như Đức là phát huy được rất nhiều khả năng của chính mình. Một câu Phật hiệu này những Đức nhìn rõ ràng là khai mở tự tánh. Mục tiêu chúng ta tu tập thì hướng đến làm Phật. Niệm Phật để làm Phật là gì? Cực kỳ thù thắng. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Việc này cực kỳ quan trọng. Nên những Đức thấy rằng gây dựng tín nguyện niệm Phật là việc cực kỳ quan trọng. Những Đức cứ gây dựng tín nguyện niệm Phật, ai như thế nào mặc kệ người khác. Những Đức luôn luôn gây dựng tín nguyện niệm Phật. Đây là việc những Đức chọn lựa. Chỉ cần giữ vững được mục tiêu thì chắc chắn thành công. Con người thường thất bại là mục tiêu không có vững chắc. Quý vị nhớ, nếu một đời này quý vị muốn giảng sanh về thế giới cực lạc thì tín nguyện niệm Phật, mục tiêu này quý vị phải duy trì cực kỳ vững chắc. Vì con người chúng ta sống trong cuộc đời này, cơn vô thường đến với chúng ta rất bất tử quý vị. Đến rất bất tử. Nếu như mục tiêu của mình nghiêng đầu này nghiêng đầu nọ, nó lại đến với mình bất tử, mình trở tay không kịp. Giống như chư tổ sư nói rằng tích nguyện ngày dựng, chúng ta luôn luôn nghiêng về cực lạc. Dù có bất tử lúc nào cũng được Phật Di Đà tiếp dẫn giảng sanh. Cũng như một cái cây nghiêng về Tây, dù giông bão cỡ nào đi chăng nữa, có ngã bất tử cũng ngã về Tây. Một bức tường nghiêng về Tây, có ngã bất tử cũng ngã về Tây. Khổ nhất là chúng ta nghiêng tùm lum, cuối cùng ngã bất tử không biết ngã về hướng nào. Nên cái chỗ gầy dựng tính nguyện để nghiêng về Tây là việc cực kỳ quan trọng. Cực kỳ quan trọng. Nếu hiểu được nguyên lý này thì cả đời này của chúng ta sẽ gầy dựng tính nguyện kiên cố. Ngày nào Như Đức cũng nhắc nhở như vậy. Nhiều người nghe Như Đức chia sẻ Phật Pháp, họ trả lại cho Như Đức những tin nhắn hoặc những lời kể, Như Đức kể lại cho quý vị nghe. Rất nhiều người được lợi ích lớn. Lợi ích rất là lớn. Sự khó khăn trở ngại cỡ nào của một con người, chỉ cần quý vị bám chắc câu Phật hiệu sẽ chuyển hóa. Vì hỏi thời gian bao lâu? Đó là quý vị chưa hiểu Phật Pháp. Không lẽ mục tiêu của bạn tu để chuyển hóa họ sao? Bạn hỏi câu này. Mục tiêu tu hành của chúng ta, bản thân mình chưa chuyển hóa được mình, làm sao chuyển hóa người ta đấy? Bạn hỏi câu đó là bạn không chuyển hóa bạn. Đem cái tâm học Phật để cắm vào cái tâm của người ta mê hoặc điên đảo, thì mình hoàn toàn là kẻ mê hoặc điên đảo. Phải chi đem cái tâm học Phật của mình mà cắm vào ai với Đà Phật thì phát sinh trí tuệ. Nhưng đem cái tâm học Phật của mình lại cắm vào mê hoặc điên đảo, như vậy mà muốn chuyển hóa người khác, không có cửa đó đâu quý vị. Mười mấy năm nay những Đức niệm Phật, nếu như cũng làm như vậy với gia đình những Đức, người thân những Đức, thì không có được lợi ích gì cả. Mỗi ngày học Phật rất là vui, cần gì thời gian bao lâu. Cuộc đời con người sống mỗi ngày an lạc vui vẻ, nghĩ thiện làm tốt, đó là việc mừng nhất rồi. Cần gì phải suy nghĩ là thời gian bao lâu. Một đời chúng ta cứ là niệm Phật. Tổ sư nói rằng tuy từ một niệm đến mười niệm cũng được giảng sanh, nhưng phát nguyện niệm Phật cả đời. Tuy là một niệm đến mười niệm cũng giảng sanh, nhưng không giải đãi, siêng năng niệm Phật. Câu Phật hiệu này cứ chân thật mà niệm, siêng năng mà niệm, lợi ích vô cùng lớn. Những Đức cảm nhận được sự lợi ích này quý vị. Những Đức làm bao nhiêu chương trình, tổ chức bao nhiêu chương trình, điều là gì? Điều là gì? Muốn đem pháp môn Tịnh Độ giới thiệu. Bữa nay thứ bảy cộng tu bên chùa mới, ngày mai chúng ta cộng tu chủ nhật, cũng là chương trình mừng thọ. Quý vị dặn con cháu đến, người thân đến, dù là một cái chắp tay, một cái nguyện cầu ngày mừng thọ cho những người già từ 70 tuổi đổ lên. Kính lão đắc thọ quý vị. Mình chỉ cần có một cái tâm vậy thôi, đối với sự với bao nhiêu người già
cho họ được vui. Thì quý vị biết rằng sự lợi ích này rất là lớn. Chúng ta có làm cái gì đó đối với những người già, chùa mình từ từ thành một mô hình mừng thọ của mỗi năm. Nhà nước đã tổ chức thì mỗi năm nhà nước đều tổ chức. Có một cái lễ mừng thọ để đem pháp môn niệm Phật giới thiệu cho họ. Mong những người già này khi tuổi già mà họ nghe được Phật pháp, tặng nhỏ chiếc máy nghe pháp. Những cụ già từ 70 tuổi đổ lên thì sắp ghế cho các cụ ngồi để phân tách rõ ràng. Cái chương trình chúng ta phải rõ ràng quý vị à. Nhớ. Chứ mấy nghe pháp này người già lúc nào cũng cầm nghe được. Món quà của thầy tặng mình và một cái khăn tròn cổ. Mỗi lần bệnh đau có cái khăn tròn cổ đều là gây một cái nhân duyên tịnh độ đối với chúng sanh. Luôn luôn chúng ta có một cái tâm như vậy. Khi mình có một cái tâm này thì vị sống an vui tự tại lắm. Vì nhớ kỹ, muốn giúp được chúng sanh, thương chúng sanh nhưng không dính mắc. Nếu dùng ái tình đi thương chúng sanh thì hoàn toàn ái tình sẽ lật ngược lại với quý vị. Nhớ kỹ. Có nhiều người nói rằng tại sao tôi cũng thương nhiều người mà tôi lại gặp nhiều cái khổ đau. Vì vì dùng ái tình để thương họ. Vì dùng ái tình để thương họ, ái để thương họ thì chiêu cảm ma cảnh từ tâm. Tâm đã ái rồi thì vị sẽ chiêu cảm tâm ma của họ đến với vị. Tự bám chết với nhau, làm nhau đau khổ. Thương nhau, giúp nhau, quý nhau, nhưng trong tâm tặng đáy lòng không nhiễm ô chỗ đó. Vì khi làm được việc này thì mới độ sanh được, mới chuyển hóa được người thân trong gia đình của quý vị. Tình thương yêu của mỗi người chúng ta dành cho chúng sanh thật sự tặng đáy lòng. Nhưng để nói rằng ái nhiễm để xa lìa khổ thì quý vị hãy nên cảnh tỉnh quý vị. Vì cuộc đời đến với cõi này, duyên hợp duyên tan, đến và đi cũng như một vở tuồng. Không có tiệc vui nào mà không tàn. Nếu bạn cho nó là vĩnh cửu, thời gian mãi mãi thì bạn đã bị nhiễm ô, làm sao chuyển hóa được người khác. Như bản thân Nhị Đức nói rằng tu hành muốn chuyển hóa được người thân mà lại đem tâm ái nhiễm cấm vào tâm họ thì quý vị lấy đâu để độ người thân? Đúng là mê hoặc điên đảo. Lấy mê hoặc điên đảo ái nhiễm của mình mà muốn độ họ không có đâu. Có nhiều người người ta cũng dùng ái tình để độ sanh, nhưng người ta không bao giờ ái, không bao giờ nhiễm, nên người ta mới độ sanh được, người ta mới an vui tự tại. Thật sự mà nói, sống trong ngôi tam bảo như chùa mình đông gì, bản thân những đức nếu không duy trì được cái tín nguyện thì làm sao những đức có niềm vui, làm sao những đức có sự an lạc. Nên những đức khuyên quý vị, muốn độ được chúng sanh, muốn giúp được gia đình, muốn chuyển hóa mọi người thì chính quý vị là người gây dựng tín nguyện niệm Phật. Chỗ gây dựng tín nguyện niệm Phật là chuyện cực kỳ quan trọng. Người ta có như thế nào quý vị luôn luôn duy trì, người ta niệm Phật như thế nào quý vị duy trì, người ta có thể phỉ báng quý vị cứ niệm Phật duy trì, cứ ngày qua ngày, năm qua năm, người ta tự nhận thức mà chuyển hóa, nhìn từ quý vị mà người ta chuyển hóa. Còn mình dễ bị dao động nên làm sao chuyển hóa người khác. Những điều chia sẻ này rất đơn giản, nhưng quý vị phải nhớ kỹ, phải hành trì, phải gây dựng tín nguyện thì mới có kết quả. Đừng bao giờ nói câu gây dựng tín nguyện chừng nào mới chuyển người thân. Vì nói câu này thì thua rồi. Niệm Phật vui vẻ, an lạc, tự tại, mục tiêu cầu sanh cực lạc. Chứ đâu phải nói niệm Phật để chuyển hóa người ta. Mà niệm Phật là chuyển hóa mình, mà chuyển mình mới chuyển người khác. Phải nhớ kỹ chỗ này thì quý vị tu sẽ có kết quả. Có một vị này nhắn cho Nhân Đức một tin nhắn, nói rằng gia đình của họ khi cắt nhà,
vô tình cắt lên những phần mộ. Thì gia đạo cứ xào xáo, gia đình từng đời bị ảnh hưởng, bệnh đau chết yểu đủ gì xảy ra trong gia đình. Hỏi những đức có cách nào để hóa giải hay không? Những đức nói rằng là mỗi một con người hay mỗi một gia đình, mỗi một đoàn thể đều gây dựng từ đạo đức. Đạo đức mới chuyển hóa được nghiệp chướng. Chứ kỳ. Mà niệm vạn đức hồng danh niệm Phật là sanh ra vạn duyên, vạn phước, vạn đức. Vạn duyên, vạn phước, vạn đức sanh ra từ danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật. Nhớ. Nếu gia đạo này từ hôm nay ăn chay trường niệm Phật tu nhân tích đức thì tức khắc chuyển hóa, phải chân thật làm tặng đáy lòng, chân thật làm tặng đáy lòng. Điều là từ nhân quả. Giống như những đứa ta từng kể bị nghe câu chuyện. Câu chuyện này là những câu chuyện xưa nghe vị. Con quan này khi muốn xây một phần mộ cho ông bà tổ tiên thì coi phong thủy nhìn ngay cái vùng đất đó phong thủy tốt, thì cho đào móng để xây một dùng mộ để mà ông bà tổ tiên của họ, thì đào xuống ngay chỗ đó. Tối là có một người đến báo mộng, tướng thì tướng người mà mặt mày là hình rắn đến báo mộng. Báo mộng nói rằng hãy cho chúng tôi 3 ngày thời gian để chúng tôi di dời con cháu của chúng tôi, quỳ xuống lại xin cho 3 ngày để dời. Khi ông quan này nằm mơ thấy như vậy, ông không tin, ông cho tiếp tục đào, đào sâu xuống thì nghe hang rắn. Hang rắn đó có hơn 800 con rắn, giống như hang rắn có nhiều đờ. Rắn lâu năm cũng có tu chuyển biến sắp sửa hình người, có thần thông. Thì khi đào đến hang rắn như vậy, thấy như vậy thì trình lên ông quan này. Ông quan này nói lấy lửa đốt hết, lấy lửa đốt hết hang rắn. Tối là người đã trở lại sân hận, nói với ông quan rằng tôi đã xin ông cho chúng tôi 3 ngày để di dời con cháu, nhưng ông không cho mà lại còn lấy lửa đốt chết hết dòng họ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ báo thù. Sau này cái gia đạo này sinh ra một người con trai, nói chuyện quá thẳng thắn, đụng chạm với vua, nhà vua Chu Di
dòng tộc chết gần 900 người, là giết bốn họ. Đó là chu di tam tộc ba họ, còn vua này giết thêm thêm một họ nữa là đệ tử, giết luôn những người đệ tử của ông, thành bốn họ. Gần 900 người chết. Chị thấy cái sự báo thù chưa? Nên trong nhà Phật đều có dạy rất rõ ràng. Cái nơi chúng ta muốn cắt nhà, có cây cối chúng ta muốn chặt, chúng ta phải lập bàn để cúng. Nêu lên rằng nơi này chúng tôi muốn cắt nhà để ở. Hôm nay có cái lễ để thông báo cho tất cả quý vị là nơi này 7 ngày sau tôi sẽ khai móng để cất nhà. Mình cho người ta 7 ngày luôn đi quý vị, thì tôi sẽ chặt cây nơi này, nêu rõ ràng tôi sẽ đào móng nơi này 7 ngày sau. Chúng ta vừa niệm Phật vừa phóng sanh nơi đó một cái, nêu rõ ràng gia đình của quý vị, hoặc nếu có người xuất gia thì đến họ cúng, hoặc là tại gia đình quý vị, nhà quý vị, người quý vị nêu lên cũng được, rõ ràng mình có cúng mà, ai trách được mình, không ai báo thù mình cả. Còn bây giờ quý vị muốn cắt nhà, quý vị lo, quý vị cắt nhà đại, quý vị muốn chặt cây, quý vị chặt cây đại, phước báo quý vị còn, ta chưa đụng được. Nhưng nếu chạm với người ta, khi phước si thì có chuyện quả báo đến. Nên cái quy tắc sống trong cuộc đời này là từ sanh tâm giác ngộ mà để áp dụng trong cuộc sống thì không có tác dụng phụ. Mê hoặc điên đảo để áp dụng trong cuộc sống thì phiền phức vô cùng. Khi niệm một câu A với Đạo Phật này thì đem cái tâm giác ngộ để áp dụng trong cuộc sống. Quy tắc nên mỗi một người nghe đạo, mục tiêu học tập mình phải chuẩn xác, có mục tiêu rõ ràng gì thì sự học tập quý vị sẽ có kết quả. Có người hỏi Nhân Đức, nếu như mình nhiễm ô để độ người có được hay không thầy? Vậy đó, không, dù mình thương yêu giúp người nhưng tuyệt đối cái tâm của mình không có nhiễm ô thì mình mới giúp được người, nếu không là tai họa. Những người sống chung với mình hoàn toàn sẽ sanh phiền não khổ đau. Nên hôm qua Nhật Đức ngồi nói chuyện với một người, Nhật Đức nói một câu rằng bạn thương người, bạn giúp người, nhưng bạn lại mở cái tâm ái nhiễm của bạn ra để đi giúp người, cuối cùng tác dụng phụ là làm người đau khổ. Bạn nói rằng bạn không có lỗi lầm gì, không có sai, nhưng tâm bạn là tâm ma cảnh, cái tâm của bạn là tâm ma cảnh. Có người gặp Nhật Đức nói rằng có những con người tự nhiên họ nói chuyện vài câu tự nhiên mình bị dính mắc họ rồi khổ đau. Nhưng Đức nói tại vì tâm họ là tâm ma, họ dùng ma cảnh để nói chuyện với mình, họ cũng bị tâm ma dẫm dựa vào, nên từ nơi đó mà đánh vào tâm ma của mình phát triển ra, hai bên kết hợp lại. Nếu như thật sự thương yêu giúp đỡ mà người đó không có tâm ái nhiễm gì thì cái lời nói của họ luôn luôn phá tan đi cái tâm ái nhiễm của chính mình. Dù họ thương yêu mình cũng quý trọng họ, mình luôn luôn hướng đến đạo giải thoát. Và con người mình rất là vững chắc, không có khổ đau gì cả. Mình cảm thấy mình gần gũi họ, mình thấy rất bình an, chứ không phải là trở thành ganh tị thì đi vào khổ đau. Khi tu hành mà gần gũi nhau, quý mến nhau mà đi vào ganh tị, đố kỵ thì đó là tâm ma bị phát triển. Nhưng Đức đâu có dạy họ gì đâu.
Chính những đứa sống trong ngôi tam bảo rất đông người, những đứa rất thương những người bên cạnh, nhưng những đứa chưa bao giờ nhiễm ô đối với họ. Dù bản thân họ ở chùa hay không ở chùa, việc những đứa cũng phải làm. Những đứa cảm thấy rằng họ đến với mình là họ được lợi ích lớn. Họ với mình không còn duyên sống với nhau, bản thân của mình cũng phải làm việc của mình cho tốt. Những nguyên lý này hiểu được thì mỗi người tự mà đứng lên cố gắng. Khi bệnh đau không ai thế cho mình, khi gần chết không ai thở phụ mình. Người ta chỉ đưa ra mình một phương pháp. Nên có khi họ trong ngôi nhà tam bảo, vì sao họ tu không có kết quả? Vì họ nghe đầu này, họ dùng đầu này mà đi đắp đầu nọ. Nên bản thân của họ trở thành kẻ mê hoặc điên đạo, không hiểu. Nên như Đức ngồi nói chuyện với một cô, như Đức nói rằng cô cho rằng cô giúp được người sao? Bản thân cô còn chưa giúp được cô, đừng nói chỉ giúp được người. Có nhiều người tâm lượng mình tưởng nó rất rộng lớn, tội nghiệp người này tội nghiệp người kia, bản thân bạn còn chưa tội nghiệp được bạn, đừng nói chi tội nghiệp người khác. Những đức làm bao nhiêu việc trong ngôi tam bảo, những đức luôn luôn vui vẻ. Bao nhiêu người sống ở những đức cũng đã từng ra đi, những đức vẫn duy trì chính mình, chưa bao giờ nao núng một chút. Mình thương yêu giúp người đó là mục tiêu, nhưng bản thân của mình phải duy trì mình mới là chuẩn xác. Nên sống trong ngôi tam bảo mà mỗi ban bệ lập vị ra cái chuyện ái nhiễm nhau giữa nữ với nữ, nam với nam thì đúng là mê hoặc điên đảo. Mục tiêu đi học tập của mình sai phương hướng. Chúng ta hướng đến mục tiêu một con người có tâm huyết cực kỳ mạnh mẽ. Đi với họ, càng đi chúng ta càng vui vẻ, càng tự tại. Còn đi với một con người chưa có tâm huyết tu hành gì, đi ái nhiễm vào họ để mình chuốc sự khổ đau, cực kỳ ngu si. Những con người này dù một chục người, những đứa cũng không cần thiết tới. Tại vì sao? Con đường đi của họ hoàn toàn sai lầm. Con đường sai lầm, mê hoặc điên đạo. Những đứa từng ngồi nói chuyện với những người trong chùa, những đứa nói rằng trên hòa thượng xây chùa kế, người ta lo lắng cho mình từng chút một. Bản thân của mình còn không biết được ai là người lo, ai là người dạy mình. Chỉ có gần gũi làm việc chung thì tự nhiên đi ái nhiễm với nhau, đúng là ngu si hết chỗ nói. Khi nếu đụng chuyện người ta giải quyết tất cả quý vị, quý vị có ôm chùm nhau mà sống được không? Có những người cũng lớn tuổi nhưng vẫn là phải ngu si. Nếu như mục tiêu học tập mà chuẩn xác thì quý vị không bao giờ quý vị sẽ bị ảnh hưởng như vậy. Mục tiêu học tập mình thấy rõ ràng, chứ đâu phải một hai lời ngọt ngào, một hai lời ngon ngọt là đó là cái mà quý vị phải dính mắc vào đâu. Mục tiêu của học tạo đạo là gì? Chúng ta phải sáng suốt, chuẩn xác. Người như vậy thì thật sự tu học mới có kết quả. Muốn chuyển hóa được người khác, bản thân bạn hãy chuyển hóa bạn đi. Bạn còn nhiễm ô người khác mà kêu người khác không nhiễm ô bạn, không có chuyện này xảy ra đâu quý vị. Nên nhiều người học Phật Pháp vì sao không chuyển hóa được gia đình? Vì bạn không lo chuyển hóa bạn. Còn nói rằng bây giờ bạn tu học để chuyển hóa người thân, bạn hỏi chừng nào chuyển hóa được người thân? Bạn hỏi câu này bạn thua, mê hoặc điên đảo nữa. Phật Pháp cho chúng ta an vui tự tại, cho chúng ta sự an lạc. Mỗi ngày những đức sống vui an lạc, một năm đi qua những đức không cần phải suy nghĩ tới, cứ tiếp tục một năm mà cứ như vậy mà sống. Những đức đâu có suy nghĩ rằng tu bao lâu mới chuyển hóa được người khác, mà những đức nói rằng chuyển hóa được cái tâm dính mắc của mình, phiền não của mình mới là cái quan trọng. Nên những đức đã từng chia sẻ một bài pháp rằng thương chỗ nào mới là quan trọng nhất, mới là từ bi nhất. Thương mình mới là từ bi nhất. Bạn còn chưa biết thương bạn, đừng nói thương người khác. Có những người gặp những đức nói rằng
Con cảm thấy mệt mỏi lắm thầy. Tâm con rất rộng lớn đến với nhiều người, mà trả lại cho con có khi cũng rất mệt mỏi. Nhưng Đức nói rằng ai kêu bạn mệt mỏi? Tự bạn tạo ra cái mệt mỏi cho bản thân bạn, tự bạn chịu đi. Bạn còn gầy dựng thêm một số người để trở thành một cánh mệt mỏi. Một mình bạn đi còn không xong, bạn còn lôi thêm một số người đi với bạn đi để khổ đau. Bạn có lo cho họ được không? Nên những người sống với những đức thường nhắc nhở quý vị phải có mục tiêu chuẩn xác. Nếu như phương hướng quý vị đã sai rồi mà dạy không nghe, thì quý vị hãy tự chọn con đường của chính mình đi. Còn nếu sống với những đức thì phải gầy dựng, điều chỉnh. Tại vì sao? Từ nhỏ tới lớn con người những đức tại sống khổ quen, và khi bước đến Phật pháp cũng chính bản thân mình nỗ lực phát huy. Khi mới đi xuống dưới đây cũng không có mấy người phụ trợ. Hôm nay lại trở thành một đoàn thể lớn như vậy. Nên con người những đức rất vững chắc quý vị. Và mình tu học giết mình hiểu quý vị à. Duyên đến duyên đi, hợp tan, tan hợp là lẽ thường trong cuộc đời này. Ở cõi đời này không có cuộc vui nào mà không tàn quý vị à. Nhưng chúng ta phải sống có một lối sống học Phật an vui tự tại, vì mình có mục tiêu rất rõ ràng. Có nhiều người học Phật đến gặp Như Đức nói rằng ái đâu này nhiễm đâu nọ thì chuốc lấy khổ đau, mà mục tiêu lại không rõ ràng, không có gì hết. Có nhiều người nói rằng đó là nghiệp chứ, cứ đổ cho nghiệp mà không chịu cố gắng nỗ lực phát huy. Chúng ta trong cuộc đời này phải nhớ cái câu một mình dễ đi hơn. Một mình không phải là không đi với ai, mà là bản thân của mình luôn luôn duy trì mình. Đây là cái người khôn nhất. Bản thân mình luôn luôn duy trì mình, đây là người cực kỳ khôn nhất trong cuộc đời này. Con người hơn con người chỉ có cái bạn có một sự tư duy, một cái góc độ hơn người hay không mới là cái quan trọng. Khi đồng hành thì cùng phương hướng. Đó là đồng hành mà giả tâm thì không cùng phương hướng được, không đi chung với nhau lâu dài được. Chúng ta muốn đi với nhau lâu dài thì mục tiêu mình phải chuẩn xác. Nên một câu Phật hiệu này, những đức gầy dựng luôn luôn kiên cố tâm. Những đức từng nói mạnh dạn một câu, một ngày nào những đức không niệm Phật là những đức hoàn toàn nghỉ tu. Còn tu chỉ có niệm Phật. Và những đức cũng khuyên tất cả quý Phật tử, pháp môn tịnh độ này là pháp môn cực kỳ thù thắng. Niệm có Phật hiệu này là niệm cái gì? Rơ rụng cái tâm ái nhiễm, thương quý người nhưng không nhiễm ô vào con người, không nhiễm ô mê hoặc điên đảo được. Chúng ta theo một con người, chúng ta phải nhìn nhận sâu sắc sự thành công của họ, trải nghiệm thời gian để nhìn ra một con người, chứ không phải dụng tình để hành sự bằng một cách ngu si để chút cái phiền não. Những đức nói rằng những người cùng phương hướng những đức chúng ta đều có cơ hội đặc biệt, nhưng không biết gầy dựng thì đúng là để lỡ qua một đời vô cùng ủ phí. Thời gian như đức mười mấy năm ở trong chùa tu tập, những đức cảm thấy rất là ý nghĩa quý vị. Ý nghĩa nhất là gì? Bản thân mình vui vẻ, có phương hướng giải thoát. Và ý nghĩa vô cùng đó là làm được những việc ý nghĩa cho chúng sanh. Phật pháp đã cho những đức được như vậy, nên những đức thấy đúng
tuyệt vời, Phật pháp đặc biệt. Nên mỗi một người phải nhận thức sâu sắc, học Phật pháp là học sự giác ngộ, nhận thức sâu sắc. Càng học thì càng mở rộng phạm vi của nội tâm ra, mà không bị ảnh hưởng gì vì ô nhiễm thì bị vô cùng an vui tự tại. Thà những đức theo một người rõ ràng thẳng thắn còn hơn theo một người mà dùng ma tâm để hướng đến mình. Nên á, những ban bệ trong ngôi tam bảo mình, những đức nói mình theo một người, người ta nhiệt liệt hết mình, người ta làm việc siêng năng, nhưng người ta không có dùng ái nhiễm đến với mình, thì bản thân mình theo một trưởng ban đó, mình sẽ thành công rất là lớn, vì mình sẽ có sở học đối với người trên rõ ràng. Còn nếu họ dùng ái nhiễm với mình ái nhiễm với họ, sở học mình hoàn toàn bị lạc mất, nên mình tu học mình sẽ không có kết quả. Không thể nào một lúc đi hai con đường được đâu quý vị. Giống như niệm Phật đã nói là tín nguyện, thì không thể nào mà chúng ta nghi ngờ câu Phật hiệu được. Hoàn toàn lòng tin dành cho câu Phật hiệu, kiên cố tâm 100% dành cho câu Phật hiệu, không có một chút gì nghi ngờ cả. Dù ta nhà mắc mạng cũng tin Phật, tin đến mức như vậy, phải tin như vậy. Tin vào con người để tan nhà mắc mạng thì chuyện này không dám, chứ tin vào Phật để tan nhà mắc mạng cũng tin, tin vào bổn nguyện của Phật tan nhà mắc mạng cũng tin. Tin có nguồn gốc, không có tin vào con người để tan nhà mắc mạng, không phải hy sinh gì con người vào một cách vô lý, mà chúng ta phải tin vào Phật. Còn con người dẫn dắt mình phải dẫn dắt mục tiêu là tu hành sống ý nghĩa, chứ không phải tạo ra cho mình sự ô nhiễm, dính mắc, đố kỵ để trở thành khổ đau. Không phải. Nhớ kỹ, nếu mình gần một con người mà tạo ra cho cái tâm mình dính mắc, đố kỵ để khổ đau, thì quý vị quá ngu si mà quý vị còn không hiểu. Họ còn nói một câu rằng không biết làm sao vậy. Họ hỏi như Đức, những Đức nói rằng cái tâm quý vị là ô nhiễm, để đưa ra để kết thành ô nhiễm, quý vị còn chưa hiểu. Làm nhau khổ đau còn phải cảm ơn nhau đã làm nhau khổ đau. Cảm ơn mà phải chi giác ngộ, còn này ngu si mà đi cảm ơn thì càng ngu si thêm. Thì nhớ kỹ, sám hối là cái gì? Sám hối là cái hiểu biết, chứ không phải là ngu si mà sám hối. Ngu si mà sám hối thì càng ngu si. Nên chúng ta phải nhận thức sâu sắc khi học với một con người. Những đức đều có thời gian cho quý vị nhìn nhận. Từ khi học Phật tới bây giờ chỉ có tiếng không lùi. Người ta thường vui vẻ an lạc. Dù bao nhiêu người cùng thờ có như thế nào, những đức vẫn duy trì sừng sững. Đó là mục tiêu cho quý vị nhận thức đó. Dù ai có nói gì, tôi vẫn duy trì, tôi vẫn làm việc của tôi như vậy. Dù có những người trong chùa đến hay đi, tôi vẫn duy trì như vậy. Dù bao nhiêu con người, tôi vẫn lo cho họ cơm ăn áo bằng, cuộc sống ổn định và một phương hướng tu rất rõ ràng. Quý vị làm điều đó đi. Nếu quý vị học Phật mà duy trì như vậy đi, khỏi cần suy nghĩ chuyển hóa người khác, người khác bên cạnh quý vị cũng cảm thấy bình an. Còn vì đến với một con người vì cảm thấy bất an, phiền não, đố kỵ, ganh tị thì bị ngu si rồi. Học đạo vậy là thua rồi. Nên mọi người phải nhận thức sâu sắc. Câu Phật hiệu này phải gây dựng kiên cố tâm. Nhớ kỹ, muốn chuyển hóa được người thân thì trước nhất hãy chuyển hóa mình đi. Đừng đem cái tâm ái nhiễm của mình đi cắm vào cái tâm của người khác. Mà muốn chuyển hóa người khác, bạn quá ngu si. Bạn đem cái tâm ái nhiễm của bạn đi cắm vào tâm ái nhiễm người ta mà đi kêu chuyển hóa người ta, bạn cực kỳ ngu si, không tưởng tượng được. Bạn đem cái tâm ái nhiễm của bạn đi cắm vào gia đình của bạn mà kêu chuyển hóa gia đình của bạn, không có cửa đó đâu. Bạn hãy chuyển hóa bạn trước đi. Đem cái tâm của bạn cắm vào tâm Phật đó,
thì bạn chuyển hóa được người ta. Bạn thương bao nhiêu con người, bạn giúp bao nhiêu con người. Nhưng bạn đem cái tâm của bạn đi cắm vào tâm Phật thì ai gần gũi bạn cũng không bị tác dụng vụ khổ đau. Còn bạn ta đem cái tâm ô nhiễm của bạn đi cắm vào tâm ô nhiễm của người ta mà kêu là giúp người ta, bạn hại người ta. Bạn không hiểu được nguyên lý hại người ta. Đó là bạn hại bạn và hại luôn người khác. Đại ác. Nhận thức cực kỳ sâu sắc thì bạn sẽ hiểu liền có gì đâu. Bao nhiêu con người bên cạnh những đức, có con người nào mà họ nói rằng họ khổ đau vì những đức không? Không có. Bao nhiêu Phật tử đến những đức, họ có nói cái câu họ khổ đau những đức không? Không có. Điều là càng học Phật thì càng thấy vui và bình an. Đó là cái 100% rõ ràng. Tất cả quý Phật tử thấy rõ ràng. Chúng ta càng học Phật, càng hướng đến Phật Pháp thì chúng ta càng vui vẻ an lạc, càng có phương hướng rõ ràng. Chứ làm gì có chuyện làm nhau đau khổ. Nên phải nhận thức sâu sắc. Câu Phật hiệu này phải chân thật tín nguyện mà niệm, kiên cố tâm. Nguyện Tam Bảo gia hộ quý vị, tín nguyện niệm Phật kiên cố, cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.